Thưa quý vị, nhân tháng hành động vì người nghèo, tháng cùng phụ nữ hành động, Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, chị em phụ nữ thiệt thòi trong cuộc sống. Tất cả những hành động, việc làm ấy đều thể hiện tấm lòng từ bi, lan tỏa giáo lý của đạo Phật đến gần hơn với mọi người. Tất bật từ nhiều ngày nay, Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Lâm Quang, mong muốn có thể chuẩn bị được nhiều mặt hàng mang đến phiên chợ không đồng dành cho người dân nghèo trên địa bàn thành phố. Là nữ tu, Ni sư càng hiểu và thương xót với những mảnh đời khó khăn để từ đó sẵn sàng cứu mang, giúp đỡ. Thì chùa Lâm Quang chúng tôi có kết hợp với Mặt trận Tổ quốc cũng như Hội Phụ nữ quận để làm một cái gian hàng là không đồng để đem những cái nhu yếu phẩm đến chia sẻ với bà con. Thì mong rằng bà con chúng ta khi nhận những món quà tinh thần này cũng coi như là giảm bớt đi một phần nào gánh nặng của một gia đình. Dạ thôi, chúc sức khỏe quý vị. Cùng với chùa Lâm Quang còn có rất nhiều tự viện Phật giáo trên địa bàn thành phố và các tổ chức xã hội mang đến nhiều món quà ý nghĩa dành cho người dân nghèo. Họ là những người lao động từ nhiều địa phương, vất vả từng ngày để có tiền trang trải cuộc sống. Nay nhận được rất nhiều món quà này, ai cũng bồi hồi, xúc động và mang trong mình sự cảm ơn sâu sắc. Thì nhờ sự giúp đỡ của các đoàn thể, của các nhà tài trợ và các chùa chiền sư sãi thì gia đình chúng tôi rất là cảm ơn. Quạt chẳng hạn, ví dụ hay là những cái bếp nấu ăn, những cái nồi cơm điện, đó là những cái mà thiết thực cho bản thân gia đình và cuộc sống. Trong cái ngày hội hôm nay thì tổng số các phần quà mà chúng tôi trao tặng đến các hộ đến 1.000 hộ gia đình trị giá trên 2 tỷ đồng. Thì đây cũng là một cái hoạt động thiết thực cùng với đảng bộ chính quyền trong cái công tác chăm lo cho người nghèo và góp phần thực hiện cái chủ trương giảm nghèo bền vững. Những món quà nhỏ dù giá trị không lớn nhưng đó là sự đồng lòng, đoàn kết với mong muốn đồng hành, giúp đỡ những người nghèo trong cuộc sống. Hành trình ấy tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đáng tự hào và lan tỏa.